Sáng ngày 29 tháng 9, nước lũ ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An cơ bản đã rút hết. Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, cán bộ và nhân dân huyện miền núi này đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lớn nhất trong hơn 15 năm qua. Trận lũ đêm ngày 26, sáng ngày 27 tháng 9 là trận lũ lớn nhất xảy ra trên địa bàn huyện Quỳ Châu tính từ năm 2007 đến nay. Lũ về đã khiến hơn 1.200 nhà bị ngập từ 1 đến 5 mét. Nhiều tài sản, lúa, hoa màu bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, sách vở và tư trang học tập của hơn 100 học sinh trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu ở trọ tại các hộ dân ở thị trấn Tân Lạc bị mất, hư hỏng. Do lượng bùn đất tràn vào trường quá nhiều, chưa dọn dẹp kịp nên một số nơi vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp. Lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp với các trường nhanh chóng dọn dẹp để học sinh đến trường sớm nhất, khắc phục tạm thời tình trạng thiếu sách vở, đồ dùng để học sinh yên tâm học tập.